Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách gấp một con ve bằng một tờ giấy A4 nhé. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một tờ giấy A4 màu xanh nước biển. Rồi thì đầu tiên chúng ta sẽ gấp nó lại thành hình tam giác như thế này và mình sẽ cắt nó ra để làm một hình vuông nhé. Thì cái bước này cũng là một trong những bước để chúng ta có thể gấp được cái con ve của chúng ta. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng cái kéo này và cắt nó ra. Rồi. Tiếp theo thì mình sẽ gấp đôi nó lại. Rồi, tiếp theo thì mình sẽ chia cái phần ngang này ra làm 3 phần. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái thước nhé và một cái bút để chia nó ra. Này, một cái thước và một cái bút nha. Thì cái giấy này có chiều dài là 15. Mình sẽ chia ra nó làm 3 phần. Là 1 phần sẽ là 5cm nha. Rồi, như thế này đây. Thì bây giờ mình sẽ gấp từ đây, gấp nó qua xích ở chỗ này luôn nhé. Bây giờ mình sẽ lấy một phần tờ trên này, mình gấp nó xuống dưới đây và tiếp tục gấp từ trên và gấp xuống như thế này. Tiếp theo thì mình sẽ gấp nó lên và các bạn nhớ là trừ cho mình ở khúc này, khoảng cách chỗ này nó sẽ là 1cm nhé. Mở ra để phần này vào trong và đặt nó lên trên. Tiếp theo thì gấp từ trên đây xuống như này. Rồi, bây giờ mình sẽ lật nó ra đằng sau. Thì ở đây mình sẽ chia làm đôi, mình sẽ chia một nửa ra như thế này. Giờ cái khúc này mình sẽ chia làm hai nữa nhé. Mình sẽ ước chừng nó ngay ở chỗ này. Mình sẽ gấp nó xuống dưới như thế này. Thank you.
sẽ tiếp theo bước cuối là mình sẽ vẽ cho nó cái mắt nha các bạn. Mình sử dụng một cây bút sử dụng nước màu đen cũng được nhé. Rồi, vậy là sao? Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Đừng quên like, share và subscribe trên kênh BA Channel. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.